cái tâm của chị là thương người. Mà lúc sinh nhật chị á ha, cái người bạn của chị á là cho chị một sợi dây chuyền, ảnh thì đem qua gói thuốc 2.000 một gói hồi xưa đó, nghe là thuốc bổ để lúc đó chị ốm lắm, có 34 kg. Ủa, ngày xưa mình xài thuốc tải. Ủa nhưng mà sao dây chuyền không chọn mà chọn thuốc tải? Thì bởi vì cái tâm mình hiền, mình thương người nghèo, mà đi chơi tàn là chị trả tiền không. Rồi ảnh không có tiền thiệt luôn á, em cho anh mượn xe em đi công chuyện, chạy qua bên ảnh luôn chị. Mình chở đi nhau đi chơi. Ôi, trời ơi trời, mê trai quá, trời quá đất rồi. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tình Trăm Năm. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và người bạn đồng hành đó chính là MC Quyền Linh. Quyền Linh chào quý vị. Hôm nào thiếu thử ra quay mình coi. Không được luôn. Quay đại mình. Không thể được. Rất nhiều cái cảm xúc mà Quyền Linh với Ngọc Lan đồng cảm và chia sẻ, truyền đi những cái thông điệp yêu thương của những cặp đôi tình trăm năm để quý vị có thể hiểu hơn và chia sẻ kinh nghiệm nhiều hơn để chúng ta có một cuộc tình gọi là đến răng long đầu bạc luôn. Chúng ta có gặp nhau, có duyên, có nợ, ta mới gặp nhau và sống đến răng long đầu bạc. Cũng như Quỳ Linh và Ngọc Lan vậy, có đôi khi ta dẫn chương trình chung với nhau đến răng long đầu bạc luôn. Có khi vậy luôn, có. Dạ. Biết đâu được, quan trọng ta nhẫn nhịn với nhau. Dạ. Chân thật với nhau. Dạ. Yêu thương với nhau. Giống như câu chuyện tình của cô chú mà có ba chữ hả? Chân thiện, nhẫn. Đó. Câu chuyện ngày hôm nay cũng thế quý vị, không biết nó như thế nào. Bây giờ Quỳ Linh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn ta một cái cặp tình nhân đi. Đó là câu chuyện tình của anh Lương Thái Hòa, 55 tuổi và chị Quỳnh Kim Hơn, 56 tuổi. Tổng cộng số tuổi của hai người cộng lại là 111 tuổi và họ đã kết hôn 32 năm. Wow, chào anh chị. Xin chào hai MC rất là duyên dáng và cũng xin gửi lời chào tất cả quý khán giả trên mọi miền đất nước. Dạ. Hiện tại mình ở phường An Phú Đông, quận 12. Dạ. Mình cũng có tham gia công tác ở bên ủy ban phường, là ở trong đội quản lý đê phường. Còn chị làm công việc gì chị Hơn? Bây giờ chị làm công việc kinh doanh tự do. Quay ngược về thời gian trước thì anh chị quen nhau trong cái thời điểm nào? Lúc đó là khoảng năm 89. Mình thì lúc đó thì mình ở bên An Phú Đông, còn bà xã mình thì ở Bùa Vấp. Lúc đó thì mình ở với cô, thì cũng gia đình nó cũng khó khăn. Mình từ nhỏ tới lớn mình cũng có ý thức là giống như mình cũng đi về cô hoặc về bên ngoại mình ở để cho mẹ đỡ nhẹ gánh chút xíu. Bà xã mình lúc đó thì lập thời dệt giỏi lắm đó, thì giải á chị hả? À, dệt giải, mình dệt khung cửi hồi xưa đó mình, mà mỗi lần mở lên là mình nghe nó kêu ầm à, ầm vậy đó, cái cửi kéo vào lại dạ đó bằng điện ấy. Em ngồi bên khung cửi thoăn thoắt lượn đôi tay trên nền khung vải mới, bàn tay em tuôn nhanh đó. Dạ, nói tới cái gì cũng có bài nhạc chen vô hay thiệt luôn. Sau những giờ mà mình làm việc buổi chiều tối mình rảnh á, cái mình đi qua bển mình chơi. Dạ. Thì nói chung cũng có nghe ông anh con của chị ba nó có mấy đứa nó dạy cho chị ba, bển thấy cũng xinh nữa. À, đâu mày qua mày coi thứ hay sao được không? Qua coi liền luôn. Thầy qua cũng nhìn thấy bà xã ba dạy với mấy chị em bạn gái nữa. À, thì lúc đó qua cũng để ý, bắt đầu cái từ từ cái làm quen nói chuyện. Chị Hơn có để ý gì anh Hòa không? Người yêu mình á thì mình chọn á là không có cao sang gì hết, chỉ là tóc cho gọn gàng, móng tay móng chân sạch sẽ là ok rồi. Mà anh Hòa ha, trời tóc cũng dài, nhìn thấy ghê cũng chết mẹ, mình rất là ghét luôn, ghét dữ dằn luôn. Thời điểm đó anh em mình nhớ mà, thời điểm đó tóc thời dài mùa đen lắm đúng không? Dài thì to đó, thời điểm đó. Giống đứng nói chuyện mình hoài mà mình không có cảm tình miếng nào luôn á. Cái mấy đợt sau qua nữa, ảnh qua thì mình không có nói là em sẽ thích tóc ngắn, mình không hề nói gì hết. Tự nhiên hả, giờ xưa đã khiến làm sao không biết nữa, ổng qua ổng cắt cái đầu ổng gọn băng lên luôn. Cái mình có cảm tình, Nguyễn Nhung bụng nha. Rồi cái ông này sao ổng cắt lên thấy ổng đẹp trai, một cái hàm răng ổng trắng phiếu luôn. Động lực nào hay là anh biết là cái cô này cũng thích tóc ngắn nên anh về anh cắt tóc hay sao? Không, lý do không gì? Biết Ngọc Lan, lần đó mình qua tự nhiên mình hết tóc gọn gàng lại thích vậy. Rồi sao hàm răng trắng như trà sơ dừa, sao trắng dữ vậy? Lúc đó lấy cái cát nhuyễn á, Quyền Linh đánh vô cái cát nhuyễn lại của mình xuống suối á. À, cứ vậy là lấy cái tay vậy nè, cái lấy cát chà lên
mà nó trắng, nhưng mà lúc đó thì mình không biết là mình chà nhiều quá nó sẽ mòn răng. Xưa dưới quê lấy sơ dừa về cho nó trắng răng vậy đó. Ờ đó, nó kiểu vậy đó. Chú ra lấy sơ dừa xong rồi tha cái than á. À, đúng rồi. Màu đen. Rồi. Xong bắt đầu lấy tiếp. Nghe nó ê răng dễ sợ luôn á. Cách đó làm trắng răng để đi cua gái đó. Đúng rồi. Rồi sau khi mà anh cắt tóc anh qua là anh có thấy cái ánh mắt của cô ấy nhìn anh nó khác không? Mình nhìn cái cử chỉ rồi mình thấy có vẻ là cũng vui vui nói chuyện với mình. Vui. Lúc đó chị mới vui á, chị mới nói chuyện với ông cởi mở. Còn lúc mà tóc dài vô cái ổng nói cái chị đứng hai giờ thoải mái, cái ông đứng bên đây chạy qua đây làm như kẻ thù. Chị tránh né đó. Chú ơi, chị có mối tình nào chưa? Có chứ, hồi đó chị nhiều bồ lắm. Nhiều lắm à. Rồi đi tới đâu người ta cũng theo, chị không có hề theo người ta nha, thiệt luôn á. Mà không chọn ai hết? Có chứ, tự về cái tâm của chị là thương người. Mà lúc sinh nhật chị á ha, cái người bạn của chị á là cho chị một sợi dây chuyền. Ảnh thì đem qua gói thuốc 2.000 một gói hồi xưa đó, nghe là thuốc bổ để lúc đó chị ốm lắm, có 34 kg. Giống như xưa mình xài thuốc tẩy mà đang đang á, mình thuốc tẩy được. Tình yêu mà tặng thuốc tẩy rồi luôn hả? Cái thuốc đó thuốc hồi xưa đang đang dạ. Tao biết xíu thôi. Mà chị có dám uống không? Dám, tự vì lúc đó mình ốm quá, cái nghe anh nói thuốc này là ăn được củ được á em. Lúc đó mình khó ngủ lắm, mà mình giờ đêm không thức, đêm không luôn á, thời điểm đó thức điện hoài à. Ủa nhưng mà sao dây chuyền không chọn mà chọn thuốc tẩy? Thì bởi vì cái tâm mình hiền, mình thương người nghèo. Thiệt á, chị thương người nghèo lắm. Anh than thở cái chuyện cuộc sống của ảnh á, cái mình lại thương. Mà đi chơi tàn là chị trả tiền không? Rồi, ảnh không có tiền. Thiệt luôn á, không có tiền. Lúc đó đi ăn chè rồi á, ăn kem rồi á, là điểm á. Không có sao rủ ta đi ăn chè á. Em con đang tính hỏi luôn, không có tiền sao rủ ta đi ăn hoài vậy? Có lẽ cũng chia thông cảm hoàn cảnh mình á, cũng chia sẻ. Anh rủ mà sao đúng, không cảm được. Thì có nghĩa là mình cũng trả nhưng mà đã dành. Biết cái hoàn cảnh của ảnh đó, thành thử ra mình cũng nghĩ anh không có tiền, nên mình kệ, mình hy sinh. Hy sinh hay chị mê đẹp trai rồi chị trả luôn cho ông. Nè, cái anh đó anh có chiếc xe 78 lúc đó á, là ảnh buôn bán mỹ phẩm á. Ảnh thương mình dữ dằn luôn á, mà ảnh cũng biết mình quen với anh đó luôn. Đó là tặng biết qua đó. Luôn. Ủa, hai người quen nhau rồi đó hả? Rồi, mình rồi quen với anh đó rồi. Ồ, chị bắt cá hai tay hả? Ừ luôn đó chưa? Ghê chưa? Khi mà quen rồi mới biết kể là mới biết, chứ lúc đó thì cũng chưa. À, chưa biết. Mình rồi thấy sao? Có duyên mình mượn xe thấy... sao? Anh đó anh không biết, nói anh ơi anh cho em mượn xe em đi công chuyện, chạy qua bên ảnh luôn. Chị chở đi nhau đi chơi. Trời ơi trời, mê trai quá trời quá đất rồi. Trời lúc ơi. Đó lúc đó thích công kia mà ổng nghe, bây giờ ổng nghe ổng mới hận nè. Câu chuyện đó là cái chú kia, cái anh kia biết chưa chị? Chưa. Bây giờ mới biết hả? Dạ, yeah, bây giờ lên mới kể. Lên chương trình mới biết mà giá cho ổng đừng coi. Rồi chương trình này nổi tiếng lắm mà. Nhưng mà mình giá cho ổng đừng coi. Coi vợ ổng buồn mình tội nghiệp. Tôi giá ổng coi. Để ổng hiểu chuyện cái cuộc đời nghĩ nổi ai ố. Mình yêu người ta quá, người ta qua mượn xe chở người yêu người ta đi chơi. Câu chuyện là làm phim được á. Anh thấy chưa, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, thấy chưa? Mượn xe người yêu cũ chở người yêu mới đi chơi. Người đang yêu chứ không phải người yêu cũ. Mượn nữa. Xe người đang yêu chở người yêu cũng đang yêu đi chơi. Chở người mới vừa yêu. Trời ơi trời, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này? Người ta không có đau, mình nhắc người ta mới đau đó. không phải mượn xe đó qua mà để hai người đi chơi, nhưng mà qua để gặp mình. Đúng rồi. Anh có biết cái xe đó là xe của cái anh kia không? Không biết, đúng rồi. Cứ nghĩ là xe của bà xã. Rồi đến khi nào thì chị mới chia tay, đường chính chính chia tay cái anh xe Honda? Tự làng giày hôm đó là chị đi Vũng Tàu với lại một người gì, với một người chị cô của ảnh, là với chị với ảnh đi Vũng Tàu đi bằng xe, cái gì anh quên anh? Xe đỏ, đỏ. Lúc ra bên xe miền Đông. Chị giấu má chị, tự vì lúc đó chị dợt á, là chị chuyên môn chị ở nhà chủ vợt không à, ở đó để dịch đêm. À, cái ổng tối nào anh cũng qua nhà chị ổng chơi á, ổng qua hả, lát qua chưa về, lát qua nữa chưa về mà làm bé bốn lần vậy luôn. Cái má bà mới nóng ruột mà má hỏi là uẩn hơn đi đâu mà con đi kiếm vậy á. Nó nói với con nó đi Vũng Tàu. Trời ơi, má bắt đầu má sợ, biển Vũng Tàu đó đang động mưa lớn, má sợ quá trời, nó đầu má không biết làm sao, má lo quá trời lo luôn. Cái lúc đó mình đi về má mới la mình, má nói tại sao con đi Vũng Tàu mà con không nói với má, để nó lại đây nó kiếm con quá trời. Mà lúc đó là chưa có biết mình đi với anh, cứ tính là đi chơi với bạn bè thôi chứ biết là thử luôn á.
cái lúc đó hả, mình lại giận ngược lại ảnh. Lúc đó là mình chơi ba người bạn thân, rất là thân. Cái bắt đầu hả, ông lại ông kiếm con nhỏ bạn mình, nó cũng lại nó kiếm cái ổng rủ nhỏ đi uống cà phê luôn, nhỏ bạn mình cũng đi với ổng luôn. Cái cô đó lại đi với ảnh luôn. Về cái có cớ. Cái mình có cớ. Mình ghen ngược lại. Mình nói hả, anh kiếm em mà anh đi chơi với bạn em. Em không có thích anh nữa, thôi giờ anh về đi. Em không có tiếp chuyện anh nữa. Cái đi về từ nhà ổng với nhà mình cũng không cách xa bao lâu, khoảng chừng 7 phút là tới nhà mình. Giờ ổng lấy cho kem, ổng bán kem mà, bán đủ thứ mỹ phẩm. Ổng nói kem này đẹp da nè em lấy đi, em xước rồi nè. Không, anh em về, em không xước. Em nói thiệt em không xước, em về, em cho ai em cho đi. Em không xài. Rồi cái lúc đó hả, ổng cũng năn nỉ mình dữ lắm mà. Sao đó, cái từ gian, cái anh này nè dụ mình á, anh làm cho mình thương ảnh. Nói là em ơi, tuy là anh nghèo hơn ông đó, nhưng mà sau này lấy anh về đó là em làm được việc anh làm, còn việc nặng anh làm hết. Còn nếu anh đó anh giàu có hơn anh á thì ổng bỏ em ổng đi ăn chơi. Cái mình nghe mình cũng tin, mình tin người lắm, mình tin người ai nói gì cũng nghe hết trơn á. Cái bắt đầu mới nghiêng về ảnh. Cái cũng thời gian cũng lâu lắm á, thì ảnh mới biết mình quen với anh này, cái ảnh mới cặp với người khác luôn. À, đó là sự việc, cái cuộc tình mình là như vậy đó. Đó là chia tay luôn. Tiếp cái câu chuyện là về bên, từ bên Gò Vấp mà qua Phú Đông chơi. Khu vực Phú Đông đường Sình Lầy không à, hai bên á là mương, ở giữa nó có một cái bờ dừa chứ không có được mà đường rộng như vậy. Mà lúc đó chắc cũng mến mình rồi, nhiều khi mình rủ đi qua ngắm trăng rồi đó, cái đi. Mất cười lắm. Anh nói em ơi, ở bên đây nè, trầm á, trăng sáng lắm, đẹp dữ lắm, đẹp dữ lắm mà em. Cái mình ở bên thành phố đèn sáng không, mình đâu có nhìn nhận được cái chân nó đẹp thế nào. Mình cũng nghe lời, mình đạp xe đạp lúc đó hả, đạp xe đạp qua mệt muốn chết luôn. Anh đứng ở ngoài anh đón mình. Trời ơi, mới vừa đạp xe gần tới, nguyên cái mương nó sình không á, lên đất đen đất đỏ không, nó chợt một cái lăn nguyên một cái dưới mương luôn, lọt cái dưới mương luôn. Trời ơi, rút muốn chết luôn, lọt cái đầu ra như nè. Mấy chục năm nay chưa hề kể ai nha, mà hôm nay lên chương trình mới kể đó. Cái mình lọt cái đầu luôn mà sình non không à, sợ quá trời sợ luôn. Ảnh kéo lên cái lấy nước á, nước mương với mương luôn á, cái lúc mà nó động á, nó cơ hội tắm cho người yêu nè. Đó. Trời ơi, rồi sao ổng xối rửa cho mình cho nó bớt cái sình non ra đó. Trời ơi em ơi, bây giờ sao? Anh có cái áo mưa, em mặc vô đỡ đi, lúc đó có mưa ở đâu mà. Trời ơi, nó xình nó thối dữ lắm, cái mà cũng phải ráng mặc. Anh chở về, không có đi chơi đi bờ gì hết trơn. Trời ơi, mình mẩy được nhẹp cũng nhiều khi cũng còn chỗ nó dính xình à. Phải lấy áo mưa mặc về mà cũng về cũng mắc cỡ, là tại vì trời đang nắng mà mình mặc áo mưa. Thì đó nó mới ra cái câu là trời không mưa em cũng mặc áo mưa đó. Bao lâu thì anh chị cưới nhau? 2 năm á. Mình gặp một cái nữa là nó về gia đình nữa cũng không có đồng ý, bên bà xã cũng không đồng ý mình, mà bên mình thì có nghĩa là ý cũng không thích, là chứ không phải là cấm cản luôn. Không thích là không thích gì? Không thích là cái chỗ là bên đó là nó dân thành phố, nó không có quen cái việc mà ở ngoài nắng mưa. Mà con lấy nó về đây thì sao nó làm được, nó biết làm gì vậy, con còn khổ. Mà nó thấy nó cũng ốm yếu, nó không có sức khỏe gì. Như gái ở bên miệt vườn thì làm sao? Bị gia đình chị cấm cản sao? Ba mất rồi nhưng mà còn mẹ nè, chị ruột, anh ruột, kể cả anh rể, chị dâu cũng không chịu luôn. Không chịu lý do? Tự vì nói là mình ở bên đây á, là mình vợt á, mình cũng yếu đuối á. Mình qua bển mình làm vườn tuột đồ sợ không có được. Sợ mình khổ. Trời ơi, mắc cười lắm, gia đình ai cũng nói chứ. Nó lấy thằng Hòa, nó cãi nó lấy thằng Hòa đó. Nó khổ quá. Thì nó về đây á, mình đạp cho nó xuống mương luôn. Nói đến vậy luôn á mà chị thấy, còn lấy. Thấy giống như sợ con em cực khổ chứ không phải, mà khổ thiệt. Không phải là phân biệt vấn đề giàu nghèo. Trong khi mình quen mấy anh này đi Honda này kia rồi tới. Tất cả mọi người cản ngăn hết cũng vì chị là sẽ là khổ đó, chị biết chị khổ rồi đó. Nhưng sao chị vẫn chịu? Mình thương, cái chịu thương, chịu khó, chất phát hiền từ. Ảnh chất phát lắm, ảnh siêng năng. Nhưng mà lúc mà gia đình cấm cản là chị vẫn nhất quyết luôn không, hay cũng, là cũng, hai, cũng bị tác động, động Ngọc Lan cũng bị tác động. Dạ. Nên có cái thư, bà cũng viết thư, bà cũng từ từ chối là bà giống như chia tay luôn á. Chia tay á, cũng đâu hồi nãy có đem đây. Có đem 34 năm mà giữ được. Đây cũng còn vậy, nó cũng rách rồi, vì quyền lên mà mình lấy cái băng keo mình dán lại chứ nó cũng rách đôi rồi. Lúc đó không đâu được đâu. À, trang giấy. Để đọc sơ sơ nè. Đêm ngày 7 tháng 1 năm 90 nè, lúc 0 giờ 10 phút. Anh Hòa thân thương, giờ này mọi người đang yên giấc, riêng em còn ngồi viết thư cho anh đây. Anh có vui không? Anh thương,
cho em gọi lần cuối hai chữ anh thương, để rồi đây chúng mình không còn được yêu thương nữa. Nhưng những gì là kỷ niệm em luôn giữ mãi trong tiềm thức của mỗi chúng ta. Anh đồng ý chứ? Mặc dù trong hai chúng ta cả hai đều buồn đó, nhưng em không biết làm sao hơn, đành vậy thôi anh à. Anh thấy không, vậy rõ ràng em cũng có nghĩ đến anh. Và nếu như tụi mình không có được một tình yêu lâu dài thì chính em cũng buồn, đâu riêng gì anh đâu. Vì vậy nên em cũng không muốn cả hai chúng ta buồn, mà chúng ta hãy cố gắng đấu tranh tư tưởng để giữ lại một tình bạn thật đẹp anh nhé. Ủa đâu chia tay gì đâu? Không chia tay cho nên mới kêu giữ lại tình bạn nè. Nhưng mà chia tay mà vẫn giải thích là chia tay thì em cũng buồn. Em cũng không muốn đâu, nhưng mà phải chia tay. Anh đọc thư anh có rơi nước mắt không? Buồn, lúc anh đọc hơi buồn. Rồi anh viết lại cho chị thư nè. Ủa viết lại nữa rồi. Thư này một anh thư viết chia tay và một thư đáp lại. Hơn nhớ 22:05, trời lại mưa. Cái kia là hòa thương, đây là hơn nhớ. Sao bỏ nhau được trời. Suy nghĩ và buồn thật nhiều khi đọc thư em. Anh không làm sao tìm đến giấc ngủ được. Viết, phải viết cho em, để rồi mong nỗi buồn vơi đi trong niềm tâm sự. Tức là chị cứ quyết định chia tay, còn anh thì viết thư lại anh không muốn chia tay. Rồi cuối cùng có nghĩa mình cũng chấp nhận. Chấp nhận chia tay luôn. Chấp nhận tại mình cũng buồn. Cuối cùng sao mà anh chị quay trở lại? Tiếp những lá thư sau đó thì gửi qua gửi lại thì có sự đồng cảm. Anh nói á, em đừng có nghe lời bên gia đình em. Em sống á, em lấy anh á, là em sống với anh. Em không có sống với gia đình. Nên em suy nghĩ kỹ lại đi. Về nếu mà công việc nặng em anh làm hết, còn công việc nhẹ thì em làm được em làm. Thì cái lúc đó là mình làm dâu bên nhà bà cô. Sáng sớm cái mình dậy mình lau nhà á, ảnh rác cuốc ra ngoài đồng ảnh làm. Ảnh lén lén mọi người, ảnh chạy về, ảnh làm phụ nhà mình. Lúc đó lao đâu bằng cái cây đâu Lan, làm bằng tay á, bò với lao. Cái lời anh hứa lúc đầu sao là sao anh thực hiện y chang vậy đúng vậy. Không? Ừ, rồi vậy mới sốc nè. Anh đi đâu về không biết, anh ngủ lại trên chỗ vợ nhà chị ba. Mấy chị em chả với kiếu văn mùn dưới đất ngủ á. Cái mình lúc đó mình bệnh hoài luôn á, mình ho dữ lắm. Cái ông nói ước gì anh được gần bên em để anh chăm sóc cho em. Lúc đó là chưa giỏi cuối, không? Chưa cái đến chừng mấy năm về sau nè, hai vợ chồng đang ngồi nè. Cái nói anh nhớ không? Lúc đó cưới rồi nha, mới gần đây mấy năm. Anh hồi đó anh nói với em sao? Ước gì anh được gần bên em để anh chăm sóc em. Vừa nhắc vậy ông dậy tử lên. Tôi quên không nhớ. Cái chuyện đó chuyện hồi xưa chứ giờ nay khác rồi, nay khác rồi. Chỗ ông làm mình bị bỡ ngỡ sốc hàng sốc luôn. Đó. Sốc tự ái. Cái tính mình hiền nhưng mà rất là tự ái. Nhưng mình thì nói chung mình cũng giống như Quyền Linh này, dạng giỡn mà, giỡn hẹn hò. Giỡn thôi. Giỡn, anh diễn, không có giỡn. Ra vậy là học đầu mình không giỡn kìa, bạn không có giỡn. Không có giỡn, anh nói thiệt á, anh không có giỡn. Gia đình chị á lúc đó cấm nhưng mà đám cưới sao? Đám cưới thì cũng chịu rồi, cũng thương thấy qua anh lại rồi. Nhưng mà bây giờ là cục vàng của má đó. Không về là má nhắc hoài luôn. Má mình 96 tuổi rồi đó, má còn đẹp lắm. Về làm dâu người ta nghĩ mình làm không có được gì hết. Nhưng mà giờ mình suy nghĩ lại những quá trình mà mình phụ với chồng làm á, thôi mình nói ủa sao mình giấu dữ trời. Từ còn một phụ nữ ở thành quê, thành phố thẳng vậy đi. Mà về thôn quê ha. Mới đầu anh chồng mà lấu quế ăn phở đó. Ở riêng lúc đó, ở riêng là lâm ăn nè, hành nè, kiệu nè, cải nè, lài, bông lài là chính. Trời ơi, chị làm cô bằng hát cực giả mang luôn. Vì thương chồng quá lên biết không? Không, cái thời không điểm biết đó làm gì mà giờ tập lạnh làm. Quá trời lạnh. Nó lạnh mà 3-4 giờ khuya. Mà Noel đó. Noel á, cái hai vợ chồng ra nhổ xong rồi về rửa sạch sẽ, bó từng bó, 1 ký 1 ký gì đó. Cái mình đi ra ngoài chợ rồi dắp á, mình chào hàng. Trời ơi, 3-4 giờ khuya mình mặc hai cái áo lạnh luôn, hai găng tay luôn, chở bằng xe Suzuki hồi xưa á, nhớ không? Ngày nào cũng đi á. Còn ảnh thì chồng bông thọ Tết á, cái nhổ đi ra chợ Biên Hòa bán cái ván xong cái về chỗ tiếp, mà đâu có đèn đâu, rồ ra bể cho bóng đèn nó sáng để mình nhổ á. Nhổ bóng đèn xe. Bằng xe đó. Đến vậy luôn á. Lúc đó là có đứa gái rồi. Gái có đứa gái lúc đó nó được khoảng 2 tuổi, nó 93. Thiệt luôn á, không phải gái đầu lòng. Rồi còn bây giờ mất rồi. Mấy... Nó lại bị cái tinh bị cú sốc nữa. Sốc cái nữa. Tinh thần mình bị cú sốc. Tại điểm hai vợ chồng cực khổ thì nó khoảng 2-3 tuổi. Thì khi mà nó được 10 tuổi cái học vừa xong lớp 5 cái mùa hè cái nhức đầu. Thằng nhức đầu cái đi đưa đi ra
bác sĩ khám thì cho chụp MRI thì phát hiện lại có khối u u não. Trời ơi, buồn lắm chị, bị thì trong 2 tuần đó, nó mất. Lúc đó là mình ha, cái đầu mình không còn minh mẫn, không còn cái sự sống vậy. Lúc đó mới đẻ bé học lớp mà đại học năm 4 nè, là mới có 6 tháng. Bé giữa mới được 6 tháng thì mất bé lớn. Trời, nỗi đau kinh khủng. Lúc mà sanh cái thằng bé nhà, bé thứ hai là bà xã bị là tiền sản, gọi là tiền sản giật, là huyết áp rồi nó lên cao ghê lắm, vô mổ thì không đủ sức để sanh thường. Thì khi mổ ra thì huyết áp cao quá, bị tiền sản giật được, cái nằm mê man trong đó luôn, không ra nổi luôn. Nằm cả 10 ngày trong cái hồi sức cấp cứu. Rồi mình thì ở đây một bên là bà xã, một bên là thằng bé. Sau khi mà xuất viện về thì cũng ngáo ngáo, Ngọc Lan với đâu tỉnh. Thậm chí đường con trai dòng bé vô cũng không có vui vậy. Vô dòm vậy, dòm ra vậy. Cái ở xóm mình á, người ta đồn mà sau này mình mới biết nha, trời, cái chị ở bên An Phú Đông chỉ đẻ con sao giờ chỉ khùng luôn rồi, chị không có biết vậy, chỉ khùng luôn. Lúc về nhà anh sao anh? Cũng nói chung cũng suy sụp nhưng mà cũng ráng khó. Bé thì nó cũng phần số nó cũng mất rồi, rồi anh suy nghĩ lại là giờ còn thằng bé sao mới sanh, rồi bà xã nữa, thôi cố gắng. Bao lâu anh mới vượt qua cái giai đoạn đó? Này mấy năm sau. Mấy năm sau. Khoảng 2 năm sau nữa thì lúc đó thấy sức khỏe bà xã ổn định thì muốn kiếm lại đứa con gái. Tại đứa con gái mất á, mình nhớ mình thương đó. Nhưng mà không ra con gái, ra con trai. Là đứa con trai nữa, là con trai thằng thứ tư á. Thì bây giờ mình được hai thằng trai vậy thôi. Trai thứ hai là sinh năm mấy? Trai thứ ba là nó 2002. Rồi cái đứa thứ tư á, 2005. Trải qua những cái biến cố, những khó khăn, những lúc mâu thuẫn như vậy thì anh chị rút ra bí quyết gì để giữ hạnh phúc gia đình? Hai vợ chồng khắc khẩu. Ví dụ tôi chở bà xã đi trên đường vậy, cái nói chuyện này tự nhiên hỏi cái lỗ. Khắc khẩu nhưng phải có một trong hai người nhịn nhau đó. Chứ khắc khẩu mà cãi tới đỉnh cao là coi như banh luôn á. Không có, mình là người nhịn nè. Cãi riết họ làm như bà thua sao? Có bà nhịn. Có những lúc cái chuyện đó, ảnh sai hoàn toàn. Mà mình cãi nó hồi ông bé, hồi là mình sai. Mình nghĩ nhiều khi mình với bà xã nó khắc khẩu, mà nhiều khi nó hợp những cái khác, anh ra nó mới duy trì. Ngày xưa anh viết thì cũng rất là giỏi, bây giờ thì anh có viết cho chị một lá thư nè, không biết là có còn giỏi như ngày xưa nữa hay không nha. Bây giờ em đọc cho chị nghe nha. Em yêu thân mến, anh cảm ơn em vì đã đồng cam cộng khổ, chia bùi sẻ ngọt trong suốt thời gian 32 năm qua. Anh thương em vì ngày xưa em không lựa chọn giàu nghèo. 1989 mình có duyên gặp nhau, thời điểm này nhà anh vẫn còn khó khăn lắm. Ấy vậy mà em vẫn chấp nhận đến với anh. Con gái ở Sài Thành lấy chồng ở thôn quê, là họ sợ cực khổ về việc vườn ruộng, tay lắm chân bùn. Hơn nữa anh thì chưa có nghề nghiệp ổn định. Vậy mà em vẫn chấp nhận về với anh và đã cố gắng vượt qua bao nhiêu là khó khăn vất vả. Rồi ơn trên chắc cũng thương vợ chồng mình nên mới có được ngày hôm nay. Giờ thì đỡ vất vả rồi. Anh mong em cũng đừng lo lắng cho anh nhiều quá, mà hãy gìn giữ sức khỏe cho bản thân. Em yêu, thời gian vừa qua anh thiếu suy nghĩ nên làm những chuyện để em buồn lòng. Nghĩ lại anh thấy mình sai quá, nên hôm nay anh mượn chương trình Tình Trăm Năm để gửi gắm một lời xin lỗi đến với em. Anh xin lỗi em vì những ngày qua đã làm em buồn. Mong em cố gắng vui lên, mặc bỏ đi những giận hờn trong lòng, bỏ qua cho anh những lỗi lầm trong quá khứ. Và giờ đây, trong quãng đời còn lại của anh và em, anh xin hứa sẽ không làm cho em buồn nữa, để cho tâm em luôn thấy được sự bình an em nhé. Thương em và hai con nhiều, anh xã Hòa. Hay ha, cố gắng. Nói chung bây giờ anh cũng thương mình, anh hay tập mình hát á, hát giọng cổ rồi đó, anh cũng tập. Rồi tối anh hay rủ mình đi những cái tụ điểm hát với nhau á, hát nhạc uống cà phê rồi đó. Nhà cửa thì mình cắt hang can rồi, bây giờ chỉ còn mình sống hưởng thụ trong cái quãng đời còn lại thôi. Bây giờ là bù đắp lại hết tất cả những cái gì mà ngày xưa chị cãi lộn không lại ảnh ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem một cái kết quả của gia đình anh chị nha. C
Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tình Trăm Năm và hai cô chú MC là cô Ngọc Lan và chú Quyền Linh. Em là Lương Thế Bình, năm nay 21 tuổi, là con trai lớn trong nhà và hiện là sinh viên năm cuối của trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Ba mẹ em có thể là hơi nóng nảy và thỉnh thoảng cũng cãi nhau nhưng mà không ai để bụng hết. Phần lớn thời gian vẫn rất là yêu thương, chăm sóc cho nhau. Về phần em thì do càng lớn thì cái lịch học tập ngày càng dày đặc nên là rất là hiếm khi dành thời gian đi chơi với gia đình. Điều này khiến em rất là áy náy và qua đây con cũng muốn gửi lời xin lỗi đến ba mẹ và cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc vì ba mẹ luôn đồng hành và tạo điều kiện cho con được học tập trong một cái môi trường rất tốt và nuôi nấng con trưởng thành. Con tên là An, năm nay con vừa tròn 18 tuổi. Con muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến ba mẹ vì những lần con sai phạm khiến ba mẹ phiền lòng hay những lần trả treo đáng ra không nên nói để mẹ buồn. Điều tiếp theo, con muốn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ vì đã nuôi con khôn lớn, tạo ra con đường hoàn hảo nhất để con vững bước tương lai. Con chúc ba mẹ luôn sống vui vẻ và hạnh phúc mãi bên gia đình. Quá hạnh phúc. Hạnh phúc rồi. Đó là kết quả rất là ngọt ngào của anh chị ha. Hôm nay thì đó thôi, trước chị đó, anh nói bằng cả trái tim của mình đi. Thay lời mình nói mình khô khan quá, thôi giờ mình ca vài câu nó cũng mang cái ý nghĩa xin lỗi à. Thay là muốn nói của mình rồi thì mình cũng xin ca một lớp phụng hoàng trích trong cái bài Giá Trị Lời Xin Lỗi của tác giả là Trần Việt Liêm. Dạ, xin phép anh. Xin lỗi nhau đi để thấy cuộc đời còn nhiều quá mong, để nhận về mình sự tôn trọng lẫn nhau. Dù có đơn sơ nhưng tình cảm vẫn mặn nồng. Hay quá. Mong từ đây về sau thì em cũng đừng buồn nữa ha. Mình cũng vui lên để mình quãng đầu đời còn lại cho nó vui vẻ, cho nó cái ý nghĩa hơn. Sao giận được nữa, hát vậy hết giận luôn rồi đó. Chị Quay, cảm ơn chị rất nhiều câu chuyện hôm nay. Cảm ơn anh Hòa. Dạ. Cảm ơn chị Hơn đã tham gia chương trình để có thêm nhiều bạn trẻ học hỏi, để đó là cảm ơn học kinh nghiệm để chúng ta yêu thương nhau. Cảm ơn anh chị đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng với chúng tôi 17:20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.